Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azshop.com. Thì cũng lâu rồi admin chưa làm cái đề tài mà thiết kế giao diện WinCC á. Thì hôm nay admin nhân cái đề tài là làm cái đồ án này thì cho một bạn sinh viên ha. Thì mình nhân tiền mình thiết kế một cái phần gọi là một cái trạm trộn bê tông. Thiết kế tên giao diện là HDMI hoặc là WinCC gì cũng được hết á. Bạn nào cần thì có thể thiết kế tên giao diện là WinC và mình thì thiết kế tên giao diện HDMI thôi. Thì mình nói sơ qua cho các bạn thấy này. Hiện tại đây là cái thùng sen là cát. Còn đây là thùng đá này các bạn này. Còn đây là cái van xả cát này, đây van xả đá. Còn đây hai con cảm biến, cái con cảm biến này dạng là như kiểu là cảm biến siêu âm đó các bạn. Mình sử dụng cảm biến siêu âm để phát hiện mức mức cát và mức bên này cảm biến siêu âm bắt được mức đá còn bao nhiêu phần trăm trong cái thùng này ha. Cái thùng này mình để chế độ phần trăm được chưa để báo hiệu ha. Còn đây là cái động cơ rung các bạn, cái con này động cơ rung này để bởi vì khi mà mỗi lần xả cát nó xuống á, đây là con động cơ rung nha các bạn, mỗi lần xả cát nó xuống mà không có động cơ rung thì cát nó sẽ bướn sẽ bám vào các cái bình cái các thùng tăng này ha. Thì nên mình sử dụng cái phần là động cơ rung ha. Còn đây là cái van để xả cát và đá ha. Còn hiển nhiên đây là cái băng tải rồi đúng không? Thì khi mà đầu tiên là cát và đá và cát thẳng đây, đây bắt đầu băng tải nó di chuyển và qua đây một cái thùng chờ trung gian ha. Đây một thùng chờ trung gian này cũng có một con động cơ rung này các bạn ha, được chưa? Và đây có một cái van để xả vào cái bồn trổ đây ha. Tương tự đây là cái con động cơ bơm ha, con này để bơm nước vô ha. Đây đây là water này, cái thùng này thường chứa nước này. Thì các bạn lưu ý ha, ở những giới như những cái có ghi dấu từ 0 đến 100 này là những cái đấy, ở giới này có lắp cảm biến lốt xeo ha, để cân cái khối lượng của cái thằng này lên ha. Thằng này cũng thế ha, có cảm biến lốt xeo để phát hiện bao nhiêu kg nước này hay bao nhiêu lít nước này. Thì thằng này là hai con bơm này là bơm phủ da ha, nó bơm vào thì ở đây là cái thùng chứa phủ da ha. Cái thùng này cũng có gắn lốt xeo để phát hiện có thử là bao nhiêu kg ha, trong thùng này ha. Và đây van, cái van là van phủ da ha. Còn đây van nước này. Thì ở đây là xi măng viết tắt là xi măng các bạn. Thì cái thằng xi măng này nó có hai cảm biến, một con cảm biến là cảm biến siêu âm hết, nhưng mà cái con này á là phát hiện mức cao khoảng tầm từ 100 cho tới 50% thùng á thì nó phiền, còn con này khoảng tầm 40 cho tới mức không á thì nó phát hiện. Hiện tại bây giờ mà cái thùng xi măng này là xi măng này đang mức không nên con này nhấp nháy các bạn này ha. Tương tự như vậy á thì các bạn nhìn thấy hai cái con này, hai con van xi măng ha. Và đây là hai vít để vít khi mà van xả thì hai này vít vít vào đây. Cái thùng này thùng chứa ha, và cái thùng này cũng có cân ha, cái thùng này cũng có cân cái khối lượng xi măng này. Thì khi sau khi mà cân định lượng các thằng này bằng nhau hết á thì bắt đầu vô trộn ha. Đây là cái này, cái khối trộn đây, hai đây là hai cái cánh khuấy, thì hai cánh khuấy này một cánh khuấy lớn và một cái cánh khuấy nhỏ ha. Còn đây là động cơ để xả ha, đồng thời đây cũng gắn một cái van này để báo hiệu ha, được chưa? Thì đây là mình giới thiệu sơ qua toàn bộ thiết bị của mình ha. Con này cũng con là cảm biến siêu âm luôn, được chưa? Còn con cảm này cả cảm biến quang, phát hiện khi nào có xe tới ấy, thì nó sáng, còn không có xe thì thôi ha. Đó thì toàn bộ cái giao diện này được thiết kế trên hệ thống giám sát SCADA ha, nhìn cũng rất là đẹp mắt ha các bạn ha. Còn đây là cái phần mà để mình control ha, cái phần này cái máy tính này để mình phần control ha. Thì cái của mình thì có hai chế độ, một chế độ là manual, manual là chế độ chạy bằng tay các bạn, và một chế độ là chế độ auto ha, là chạy tự động ha. Thì các bạn như thấy này, ra để làm được như thế này thì đầu tiên mình phải cấu hình phần cứng BIOS. Đây thì các bạn nhìn thấy này, con BIOS của tôi đang sử dụng là con BIOS là S7300 ha, S7300. Này CPU 319 chiếc 3 BNDB này. BN viết tắt là Profinet, còn DB viết tắt là Profibus DB nha các bạn ha. Rồi, bên cạnh đó là mình có một cái BS. Ở đây là BS gọi là Power Supply ha. Còn đây là DI là Digital Input này, Digital Output này, Digital Input, Analog Input và Digital Output ha. Đây ha, thì đây là toàn bộ cái cấu hình phần cứng của con PC này có thể hoạt động được ha. Thì các bạn lưu ý thôi, thì mấy cái phần digital á là để mình gì đấu tắt start stop thằng này này, start stop motor van đó ha, mọi thứ là stop băng tải hay gì đó. Thì bây giờ á các bạn nhìn thấy hiện tại bây giờ là mình có thể điều khiển, như các bạn thấy ha,
Ví dụ đang ở chế độ manual này thì tôi ví dụ cái van này đi, tôi nhấn vào đây ha. Đấy, tôi có thể nhấn nút start thì bắt đầu van này chảy này ha. Khi mà van này bắt đầu xả thì bắt đầu khối lượng nó tăng lên các bạn này. Đấy. Đấy, bây giờ thằng này xuống mức thấp này thì cảm biến nhấp nháy này các bạn này ha. Đó mức đang 20% mức thùng ha. Đấy. Con này thì nó báo mức thùng thôi ha, đây 10% đó các bạn thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ mình có thể nhấn tắt đó. Đó, tương tự con này cũng thế ha. Tương tự con này cũng thế, có thể mình có thể nhấn start này. Đấy. Đấy nó dâng lên này ha. Và nhấn stop này. Khi ở mức thấp này, khi nó ở mức thấp thì hai con cảm biến này phát hiện nhấp nháy ha, để báo hiệu là hết cái thùng này ha, được chưa? Đấy. Thì khi mà các bạn thấy khi mà nó báo hiệu mức thấp này này thì bây giờ là tên giao diện SCADA nó sẽ thấy nhấp nháy này này, thì bắt đầu là đây các bạn nhìn thấy khi mà thằng này hết rồi đó, thì cái phần trăm này khối lượng này sẽ không tăng lên nữa ha. Các bạn nhìn thấy cho khi này nó tăng lên, bây giờ nó không tăng nữa ha. Vì ví dụ như kiểu là trong trường hợp á mà hết hết này thì hệ thống SCADA hay là cảnh báo cho người lái xe này bắt đầu là đổ đá hoặc đổ cát vào ha. Giả sử như đây mình nhấn nút này thì bắt đầu là cái xe này nó lên này, ha. Đấy, cái xe này bắt đầu nó chạy lên đấy, và tiếp tục nó đổ 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 đá vào đấy. Đấy, đổ đá vào thấy chưa, sau tầm đó đổ 100% thì bắt đầu thằng này dâng lên tiếp này ha. Đấy. Đấy, đầy thùng thì dĩ nhiên nó phải dừng đúng không các bạn? Đầy thùng thì lên 100 thì làm gì lên được 101 nữa đúng không? Đấy ha. Thì tương tự như vậy ha. Tương tự như vậy mình có chế độ ví dụ như băng tải ha. Cho ta này. Đấy băng tải chảy này. Hai động cơ băng tải nhé các bạn ha. Đấy ta này. Đấy băng tải chảy này ha. Đây giả sử bây giờ tôi xả đi ha. Tôi nhấn xả đi. Đấy. Ta này. Đấy thì bắt đầu là cát với đá này. Chảy này các bạn ha. Đấy cát với đá chảy này. Thằng bên này tắt đi ha, giả sử thằng này tắt đi đấy, ok ha. Ví dụ con view đây, trường hợp mình đổ đá đây rồi, bây giờ mà đổ cát đây, bây giờ mình đổ rốc, rốc là đá các bạn, mình nhấn nút vào đây thì bắt đầu là xe lên ha. Đấy xe lên, đấy xe lên để đổ ha. Đấy nó chạy qua đây ha, thấy chưa các bạn, nhìn thấy á. Đấy đấy, tương tự các bạn này, mình có thể bật tắt thằng này, thằng bơm này ha, thằng bơm này. Đấy khi mà đầy này, thằng này bắt đầu dâng lên này, cứ mỗi lần mà băng đá chảy tới băng tải thì cái thằng này cứ tăng lên đấy, 50 đấy, 50% này, đấy 60% này, đó được chưa, tăng lên này. Đấy tương tự như vậy ha, thằng này ví dụ thằng này đi, mình có thể nhấn start stop tên này đấy, start đây ha, thì thằng này chạy ha. Khi mà thằng này chạy thì nó bắt đầu dâng lên, thằng này cũng thấy ha. Đấy start này. Đấy ha. Ở chế độ local thì các bạn có thể bật chế độ cho ta bình thường ha. Đây nó tăng lên một lần này, tăng lên này ha. Nhưng giả sử mình bật hai cái bơm ha. Đấy các bạn nhìn thấy bật hai bơm thì bắt đầu nó tăng lên nhiều, rất là nhiều, nhanh hơn ha. Thế nếu như kiểu mình bật hai cái bơm ha, được chưa? Còn cái này là cái mà để pha hóa chất bằng tay thôi. À, và đổ xi măng bằng tay đấy. Nếu khi nào mình đổ đang hết thì bằng không này. Nếu như kiểu mình đổ xi măng thì mình kích vô thôi ha. Mình kích vô đấy là 100% á. Bây giờ giả sử như kiểu tôi bật đấy, tôi bật cái bơm này đi ha. Cái vít tải bột này đi đúng không? Thì thằng này không không thể dâng lên bởi vì cái van này chưa xả các bạn ha. Bởi cái van này nó chưa xả nên khi mình bật thằng này á thì thằng này chưa dâng lên được này ha. Bây giờ mình nhấn ở đây ha. Bây giờ mình bật này. Đấy. Thì bắt đầu dâng lên này, hay các bạn nhìn thấy à. Nhưng mà đang chạy một cái thôi thì nó chạy rất chậm đúng không? Bây giờ mình bật lên hai cái. Đấy. Thằng này vẫn vẫn không được nhá, bởi vì đang vừa có cái thôi ha. Đấy bây giờ mình bật cho hai cái này, nó chạy ha. Đấy ha. Đây các bạn nhìn thấy này, khi nó đầy 100% mặc dù cái thằng này bơm nhưng mà thằng này không lên nữa. Các bạn xem những trường hợp như thế này là đang tràn nhé các bạn. Thì ở đây là cái chế độ local thì nó bị xảy ra những cái sự cố, không phải sự cố nhưng mà chế độ local thì mình có thể on off được, cho dù nó đầy thùng thì mình vẫn có thể on off để một số trường hợp mình cần phải sửa chữa, nếu như kiểu mình khống chế mức đầy không cho nó chạy nữa thì chế độ local này lúc mà hư động cơ thì không sửa được đúng không? Đấy ha, đó được chưa? Đấy mình nhấn stop ha.
Đó. Thì ở đây cũng có một cái rất là hay này ha. Một cái rất là khá là hay. Ở đây ví dụ như kiểu star này ha, tôi bật star lên hết được chưa? Đó. Đây là mấy cái cánh khuấy ha. Đấy ha. Giả sử tôi bật lên hết đi. Thằng này sẽ top này. Top đi ha. Đây, thằng này top bắt đầu mình vì thấy nó dâng lên được, được chưa? Thì các bạn nhìn thấy này, ở tôi có một cái chế độ gọi là Star System và Short Short System. Hiện tại bây giờ nó đang dâng lên như thế này á, nhưng mà nếu tôi chỉ cần nhấn Stop System thôi ha. Nếu như tôi chỉ cần nhấn Stop System. Đấy, thì toàn bộ hệ thống của tôi sẽ bị tắt ha. Đấy ha. Đấy, Stop System thì toàn bộ hệ thống sẽ bị tắt. Một điều nữa khá thú vị là ở đây tôi có những cái chế độ gọi là ví dụ cái thùng này, sẽ mình phải nhấn vào đây mình sẽ biết được mức thùng, ví dụ cát là bao nhiêu, mass sen là khối lượng cát này, mass rock là khối lượng đá này, mass total là khối lượng hai thằng này, bởi vì thằng này là cân cổng dồn ha. Đấy, ví dụ như thằng này 33 mình có thể nhấn zero tank thì lập tức nó về không ha. Tương tự mình có thể nhấn nít tank thì thằng này nó về ha. Thùng này cũng thế, mình có thể nhấn zero ha hoặc là nít ha, zero này hoặc nít này. Đây mình có thể bật thằng ba này chạy cho nó xả đi. Còn bây giờ hai thằng này đang ở mức không các bạn này, thì bắt đầu mình phải kích để nạp nguyên liệu cho nó ha. Đấy, nạp nguyên liệu cho nó. Thì như thế này, ở đây là cái chế độ local, các bạn thấy chưa? Đây là chế độ local. Ngoài ra nó còn có những chức năng rất là hay ha. Là ở đây thì các bạn nhìn thấy này, ở đây của tôi ấy, là tôi có chức năng gọi là xi măng, thì các bạn biết rồi, có những cái mác xi măng á, như nhà máy sản xuất xi măng thì nó có sửa những mác, view mác 150 này, mác 200 này, mác 300 này, mác 250 này và mác 400 này. Đó, thì cái phần này thì sau này tôi sẽ làm cho các bạn một cái video. Thì bây giờ các bạn lưu ý á, ở nhà máy trộn thì một cái bình trộn này này nó sẽ tổn tối đa 1,5 khối thôi. Đây, hiện tại bây giờ tôi nhập 53 khối thì nó lập tức nó tính ra cho tôi hai mẻ này ha. Đấy, nó nhập 3 khối nó tính ra 2 mẻ, giả sử tôi nhập 6 khối đi thì lập tức nó tính ra 4 mẻ này ha. Ví dụ ở đây ở mác 400 này là nó bắt đầu nó tính ra khối lượng cần á, là thằng này là sen là 10. 10 này là 10 tấn nha các bạn. Mác rốc đây là 21 tấn ha. Đó được chưa? Ví dụ như vậy ha. Nhưng ví dụ như kiểu vẫn là thằng này, nhưng mà mác 150 đi, thì thằng này lập tức nó tính cho các bạn đây, thằng này 12 tấn này và thằng này 37 tấn ha. Đấy, thì ví dụ như thằng này đi là ở chế độ là mác 400 đi ha, mác 400 được chưa, thì nó tính ra coi thử khối lượng nước cần pha là bao nhiêu nào. Thì nó ở mác 400 nó tính ra khối lượng nước là cần ra là 28 kg đi ha. Thế thì nếu như mác 150 đấy thì nó tính ra khối lượng cần ra là 29. Đấy, thế thì khi mà các bạn chỉ cần chọn mác xi măng này này ha, hoặc chọn số khối, thì lập tức nó sẽ tính toán ra hết cho mình khối lượng đá bao nhiêu, cát bao nhiêu, xi măng bao nhiêu, nước bao nhiêu, phủ gia bao nhiêu ha. Đấy, cho các bạn ha. Còn cái phần này là cái phần mà tăng thời gian lên ha. Ví dụ các bạn nhìn thấy bây giờ các bạn muốn xả ha, cái này hình như chế độ tự động mới làm được ha. Đấy, được chưa? Này stop đi ha. Tương tự thằng này cũng thế này các bạn này. Đấy, thằng này cũng thế. Bây giờ mình cho này. Một điều hay ở đây các bạn này, giả sử nhá. Giả sử cái thằng này của tôi đi ha. Ở đây
tôi có sử dụng một cái chức năng là báo lỗi ha. Ví dụ như đang xả này thì thằng này bắt đầu là lỡ xuống này, nếu như xảy ra sự cố lỗi ha, đây nó này, thì các bạn khi nãy các bạn nhìn thấy ha, các bạn nhìn thấy này, nó run thì nó có màu xanh này được chưa, và dừng thì có cái màu trạng thái ban đầu như bị lỗi thì nó bắt đầu có màu đỏ ha. Ví dụ thằng bên này cũng thấy ha, bị lỗi ha thì nó bắt đầu có màu đỏ ha, thằng này cũng thấy ha. Đấy, giả sử khi mà nó bị lỗi đi thì mình nhấn nút start này thì nó không chạy nữa ha, đúng không? Thế bởi vì lúc bị lỗi thì cần phải sửa ha. Thì ở đây tôi có một cái giao diện gọi là thiết kế đây ha. Thì các bạn nhìn thấy này, ở đây là cái mạch cái động lực của tôi ha, này qua một con MCCB này là công CB á, qua MC là công tắc tơ, và đây rơ le nhiệt, đây là motor ha. Thì đây có motor rung 1 này, motor rung 2 này, motor rung 3 này. Đấy, motor cần vây 1 là băng tải 1 á, băng tải 2 này. Đây băng tải 1 này, ví dụ băng tải này đi. Đấy, băng tải này đi ha, bị lỗi này. Đang ví dụ đang chạy các bạn, nó bị lỗi này. Đấy thì lập tức nó bị đổi máu ha, và nó dừng ha. Thì là cái đèn báo này báo lỗi ha các bạn ha. Đấy, ví dụ cái thằng này cũng thế. Đang chạy này mà lập tức nó bị lỗi này. Đó, thì lập tức nó dừng ấy. Đấy, đấy chưa các bạn, nhấp nháy như vậy. Ví dụ thằng này cũng thế này. Thằng van này thấy đi. Đang chạy. Đấy mà bị lỗi thì lập tức nó dừng ha. Thì tương tự như vậy các bạn nhìn thấy này. Motor một chế cô là thằng bơm phủ da ha. Hai thằng này bơm phủ da này. Thằng này là motor Siemens này. Đây ha, motor 1 Siemens, motor 2 Siemens là hai thằng đó ha. Rồi motor mixer này đấy ha. Thì cái giao diện như vậy ha. Thì tôi nói sơ qua cái phần giải thích cái phần mạch điện như thế này cho các bạn thấy này. Ở đây là cái phần điện 3 pha ha. Cái thằng này là MCCB. Thì khi mà giống như lập tức thì mình phải đóng điện nhá, đúng không? Thì đây là công tắc tơ và đây là rơ le nhiệt. Ở đây tôi có sử dụng cái nút này, giả sử mình nhấn nút start đây cái thì cái thằng quy này có điện ha. Thằng quy này có điện thì nó cấp cho con rơ le này đóng lại ha. Con cuộn coi con rơ le đóng lại ha. Và khi cuộn coi con rơ le đóng lại thì cái thằng này lúc đầu CB có điện thì mình sẽ đóng cái thằng này và đi qua cầu chì ha. Thì cuộn coi đóng lại, rơ le tiếp điểm thường đóng, nó thường hở nó đóng lại này. Thì cấp nguồn cho công tắc tơ này này ha. Cấp nguồn cho công tắc tơ này này. Đây công tắc tơ này về dây âm ha. Đó. Cấp nguồn cho công tắc tơ này này ha. Và khi cấp nguồn công tắc tơ này thì sao? Thì thằng công tắc tơ tiếp điểm động lực công tắc tơ này nó đóng lại này, làm có điện từ đây này xuống đây này và đi qua tiếp điểm thường đóng của relay nhiệt là hiển nhiên này, đúng không? Thì motor nó chạy này. Đấy, trong trường hợp mà nó xảy ra sự cố quá tải. Đó. Sự cố quá tải hay bị gì á thì một ORC này thì cái tiếp điểm chân 95 và 96 thường đóng của con relay nhiệt á thì nó hở ra này. Đấy là quá tải thì cái thằng này hở ra thì làm ngắt cái mạch công tắc tơ này đi, thì làm này hở mạch thì động cơ nó dừng ha. Với thứ hai nữa, khi mà nó hở mạch á, khi nó bị lỗi đúng không, thì chân 95 96 của con rơ le á, là nó hở ra, còn chân 9 96 và 9 97 và 98 của con rơ le nó đóng lại này. Đây ha, 24V vô đây và đây vô đây để báo hiệu tín hiệu lỗi ha. Các bạn nhìn thấy tín hiệu lỗi chưa? Đó ha. Đấy, nếu như vậy trong trường hợp mà một con động cơ nó bị hư gì á thì mình chỉ cần sao? Sập cái nguồn CB này đi ha và bắt đầu sửa động cơ. Sau khi sửa động cơ xong á thì có người điển lên phòng điều khiển ha. Đấy là xác nhận là đã rửa động cơ xong đấy, nhấn reset thì bắt đầu nhấn sẽ có thể chạy lại đó, bắt đầu chạy rồi ha. Ví dụ thằng này sửa xong thì nhấn reset và bắt đầu chạy lại ha. Thằng này cũng thế ha. Đấy. Đấy ha. Tương tự thằng này cũng thế này. Đấy. Chứ còn thường lệ mà khi mà bị lỗi ha, mà mình nhấn start lại thì nó không chạy các bạn, các bạn phải bị phải có xác nhận đã sửa lỗi ha. Như vậy ha, được chưa? Đấy. Đấy là cái phần chế độ local của mình ha. Thì nói sơ qua cũng như vậy thôi. Thì bây giờ là cái phần là chế độ tự động ha. Ở đây bây giờ là cái phần của mình là cái chế độ tự động này. Tốt ha. Hoặc các bạn vô đây các bạn chọn gì? Tốt system ha, mọi thứ ha. Đấy. Đấy, thì đây là cái chế độ bằng bằng tay ha. Thì
Đấy à, bây giờ tôi làm cho bạn cái chế độ tự động này ha. Thì giả sử như kiểu là ở đây tôi chọn max xi măng là 3 đi ha, số khối là 3 đi, thì lập tức nó tính đạt hai mẻ này ha, được chưa? Đấy, thì một điều cũng khá là hay. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy nhá, ở đây. Đấy, đây là cái phần mà giao diện của tôi ha. Thì ví dụ như kiểu là đây nhà máy ha. Đó, đây là cái phần nhà máy. Thì bây giờ tôi đao lại cho các bạn thấy này. Tôi đao lại cho các bạn thấy này. Đây ha. Thế thì khi mà vận hành một cái chế độ SCADA thì hạn chế người lạ hay là người không được quyền phần xử á. Giả sử tôi là người lạ đi, thì tôi vô đây thì bắt đầu nó yêu cầu nhập password của các bạn này ha. Nhập password, giả sử tôi là người user đi. Đấy. Thì hầu như các nhà máy người ta đều để phải để password các bạn ha. Ok. Đấy, bắt đầu qua đây ha. Đó, mình bây giờ như vậy mình mới điều khiển được hệ thống mà các bạn ha. Đấy, qua đây thì thằng này bắt đầu điều khiển chính, thì cái thằng này không có phân quyền nên thằng này mới bắt đầu có phân quyền này ha. Đấy, mình phải nhập tên admin vô. Đấy, được chưa? Rồi. Đó, bây giờ mới thấy này các bạn này. Thì để chạy chế độ tự động cho nó á, thì đầu tiên mình phải nhập cái gì nhỉ? Mình phải chọn ha, trong phần này có cái phần để chọn ha, chọn maximum không rồi ha. Thì bây giờ mình cần chọn 3 khối mà cái thằng này mỗi lần nó chỉ chọn một phải trộn được 1,5 khối thôi. Thì đầu tiên mình chỉ cần nhấn vào đây. Mình nhấn gì nhỉ? Đầu tiên mình set thằng này bằng 0 đi ha. Zero tank này ha. Thế vào hoặc nít tanh ha, được chưa? Các bạn đang làm sao làm ha. Rồi. Ở đây mình chọn chế độ auto. Đấy. Thì có gì kỳ. Đây này. Khi bật chế độ auto lên á thì giống như các bạn khi này tôi nói á là khi mà mình chọn mát và cái chọn xi măng này xong thì nó lập tức nó tính khối lượng của thằng này cần này. Thì các bạn nhìn mát water là khối lượng của thằng water cần ha. Water là thằng này mà ta. Max water này. Còn thằng này là ủa, thằng này là maximum chứ ha. Mình nhủ nhầm các bạn á, cái này hơi sai ha. Maximum. Còn thằng max chemical nó tự động nó tính ha. Nó tính được cái khối lượng mà mình cần là bao nhiêu, được chưa? Đấy, xong bắt đầu nó xả này. Tả vô cái thùng chờ trung gian ha. Thì thằng này đầy rồi. Thằng này đầy rồi, chờ cái thằng này đầy nữa thì bắt đầu như các bạn nhìn thấy là khi mà xả đá và cát và xi măng xong vô thì vô hai cái thùng này nó cân định lượng rồi ha. Thì sau khi cân xong thì nó xả vô cái thùng này, thì khi mà trộn cát và đá và xi măng thì gọi là trộn khô ha. Sau khi trộn khô xong á thì bắt đầu xả nước và xả hóa chất vô thì gọi trộn nước ha. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy này. Chưa trộn được mẻ nào đúng không? Đấy, cái thùng này gần hết này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, bắt đầu là hai thằng này bắt đầu nhấp nháy là bắt đầu ready, cái tín hiệu này nó thấy hai thùng này báo nó bắt đầu tín hiệu ready. Và lúc đó hai thằng này xả này. Đấy. Hai thằng này xả là bước step 1 ha. Đấy, step 1. Đấy. Đấy, trong khi thằng này xả, thằng này băng tải ở đây vẫn luôn cho chạy các bạn, mình luôn cho nó băng chạy chạy. Thì chờ thì mất công lâu ha. Băng tải chạy mất công nhưng mà cho băng tải chạy dừng thì nó tốn điện ha, cứ cho chạy liên tục ha. Đấy. Thằng này xả xong nhưng cái mẻ này là mẻ thứ hai này các bạn ha. Đó. Bắt đầu là hai thằng này nước và trộn khô xong thì tới phần trộn ướt là nước và chemical phủ da bắt đầu trộn xuống ha. Thì thằng này bắt đầu trộn này ha. Thời gian trộn là 20, bây giờ các bạn đây là thời gian xả, các bạn muốn thời gian xả xíu nữa ha là 35 đi hoặc cái gì đó thì các bạn nhấn lên ha, nhấn đây lên ha thì nó ra thời gian mà giây cần nữa ha. Rồi, giả sử 15 giây thôi hoặc 20 thì cũng được ha. Đấy thì cái thằng này để sẵn sàng, cái thằng xi măng này đã đổ vô đây để sẵn sàng rồi, để chờ cái mẻ tiếp theo rồi các bạn. Cái thằng này chờ cái mẻ tiếp theo, ở đây mình làm một cái là cứ làm liên tục, nghĩa là cứ đầy, tại vì mình có những cái thùng để chứa mà, nên cứ trống là còn mẻ tiếp theo là nó bắt đầu nó đổ vô liền ha. Bắt đầu thằng này xả, thằng này lại đầy tiếp cho cái mẻ tiếp theo rồi này.
đấy đấy bắt đầu đây, bắt đầu thằng này trên này thì nó báo là nữa mình phải nhấn lên cho nó xác nhận nó đầy thùng ấy ha. Đấy, sau khi trộn ướt xong thì nó báo là finish này. Đấy, báo finish phải trộn một lúc nữa các bạn, trộn một lúc nữa thì bắt đầu mới cho xả các bạn ha. Đây trộn một lúc nữa bắt đầu mới cho xả ha. Đấy, đít chạc là xả các bạn này ha. Đây 17 giây này, 16 này. Ha. 13 này. Đấy cho xả ha. Đây, hai bơm này đang bơm này. Bơm vào này ha. Hai bơm phủ ra ha. Đấy, gần hết đấy, xả xong hết này. Thì bây giờ tiếp tục này. Đấy là nó báo được một mẻ rồi các bạn ha. Còn một mẻ nữa đấy. Đấy bắt đầu là nó báo ready tiếp tục quy trình tiếp theo này. Và đây bắt đầu là cát và đá để chờ sẵn này. Đây ha, xả này. Còn đây là xi măng nó xả này, là trong quá trình đang trộn khô, được chưa? Trộn khô các bạn ha. Đấy ha. Rồi tới lượt phần trộn ướt này. Rồi, tôi nói cái vấn đề này luôn. Ví dụ trong lúc tôi đấy, cái thằng van này đang xả nước mà xảy ra sự cố bị lỗi ấy, thì hiển nhiên là tôi nói trước ở chế độ auto đó, mình tắt thằng này không được nhé các bạn ha. Hay mình nhấn start được ha. Nhưng mà khi đang chế độ auto, nhưng nếu xảy ra sự cố bị lỗi thì lập tức cái thằng này dừng này các bạn này. Đấy, thằng này dừng. Đấy, giả sử thằng này cũng thế. Đang chạy auto mà bị lỗi thì lập tức nó bị dừng lại ha. Đấy, dừng lại và cái step 2 vẫn báo là đang step 2 bởi vì chưa xả hết ha. Giả sử đi. Reset thì bắt đầu nó chạy lại ha các bạn ha. Đó, reset. Tương tự thằng bên này cũng thế. Mình phải reset nó đi ha. Reset. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy nó không chạy lại nữa đúng không? Bởi vì là cái ban đầu được một mẻ rồi, xả mẻ này là hai mẻ nên là mấy thằng này không có đổ bơm vật liệu vào nữa ha, xả vật liệu vào nữa ha. Rồi, step 2 rồi đó. Đây finish thì các bạn này, khi mà xả nước và hóa chất vào thì nó sẽ trộn hết một vòng nữa để cả báo hiệu ra quá trình trộn đã kết thúc ha. Và sau quá trình trộn thì nó báo là đít chạc này là xả ha. Đấy, sau khi xả xong đủ hai mẻ thì bắt đầu ô tô bắt đầu đi các bạn ha. Đây ô tô bắt đầu đi ha. Đấy, tới đây bắt đầu ô tô quay lại này. Đây, tới đây bắt đầu ô tô quay lại, mình nhìn này, hai mẻ ha. Ok chưa? Đây tới đây này, khi mà ô tô tới đây thì con cảm biến này báo lên bởi vì phát hiện là có ô tô tới ha. Bây giờ như vậy ha, thì bây giờ ha, đây là mác 150 ha. Thì bây giờ mà để được chọn được cái mác mà chọn để chọn cái mác nào đó để quy trình tiếp theo thì chúng ta làm thế nào hay? Đầu tiên chúng ta nhập cái số ban cho nó reset về không đi ha. Rồi ví dụ như kiểu là tôi chọn cái mác 400 đi, được chưa? Đấy, thì bắt đầu là set zero con này để thằng này quay về số 0 này. Rồi bắt đầu mình nhập vô, ví dụ bây giờ tôi nhập là 6 khối đi ha. 6 khối chia 1.5 thì ra 4 ha. Đó, bắt đầu nó quy trình tiếp theo này. Đấy được chưa? Đấy, giả sử đang xả này. Tôi tắt một cái van này bị lỗi đi. Đấy. Đang trả một van bị lỗi đi ha. Không.
thì lập tức nó bị dừng này ha. Đấy, bởi vì van và cái vít này nó tương đúng với nhau, nghĩa là thằng này bị lỗi á, thằng vít này bị lỗi thì thằng van này phải dừng, mà thằng vít này bị lỗi thì thằng van này phải dừng đó các bạn ha. Tương tự, ví dụ đang xả mà cái motor này nó bị lỗi này ha, phâu đó thì lập tức toàn bộ đây phải dừng hết. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, đang xả mà cái đoạn này nó bị lỗi phải dừng hết các bạn ha, và muốn chạy lại thì sao, reset. Đấy thì mấy thằng này chung với nhau đó. Thằng này đầy thùng rồi các bạn này, nhưng mà nó chưa xả được ha. Và cái thùng bên này nó cũng đầy rồi. Thùng thùng này là để cho mẻ đầu tiên này, và thùng này cho mẻ thứ hai này. Đấy ha. Đấy. Sau khi mà hai thằng này báo hiệu tín hiệu đầy thùng thì cái tín hiệu cái thùng này bắt đầu báo tín hiệu ready, là tín hiệu sẵn sàng ha. Đó. Và bắt đầu xả thôi. Thì ở đây tôi có một cái chế độ là zero này. Thấy xả lâu quá thì tôi có thể nhấn zero tanh. Thì lập tức thằng này về không ha, và cho quy trình tiếp theo chạy ha. Đó. Đó, thằng này cũng thế, đang xả như thế này để các bạn chờ lâu quá thì tôi nhấn gì, zero tanh cho nó lập tức nó về ha. Đó ha, đấy vì đang đang xả mà bị lỗi ha. Thế thì còn một con thì nó vẫn bơm vô này ha, mà con này thế bị lỗi thì một con nó bơm vô ha. Thì đấy, đấy là toàn bộ cái quy trình mà bể trộn xi măng của tôi ha. Thì đặc biệt tôi còn một chức năng nữa mà tôi muốn cho các bạn là cái phần là gọi là export Excel này ha. Thì để kiểm tra được coi khối lượng đá, khối lượng nước hay khối lượng xi măng thì cần bao nhiêu thì mình nhấn vào đây ha. Đó, mình nhấn vào đây. Đó. Đó ha. Đây. Xi măng này, đá này, cát này. Này. Khối trộn này. Là 6 khối đúng không? Phủ ra bao nhiêu xi măng, nước, cát đây ha. Thì các bạn vô đây có thể vô đây kiểm tra được. Ừ, thằng này đang là bao nhiêu đi, 53 đúng không? Đó, 53 này. Phủ ra này. Nước này. Nước cái này 28 này đúng không? Các bạn nhìn đây cũng được này, 28 này, 53 này. Đấy. 28 này, 53 này. Số khối mình trộn là bao nhiêu? Số khối mình trộn là 6 này ha. Đấy được chưa? Nó đang báo step 1 thôi. Mình cho thằng này nhanh thì mình nhấn zero tanh đi ha. Đây các bạn nhìn thấy này. Do cái thằng này chưa đầy á, nên nó chưa xả được nhá các bạn ha. Đây, cái thằng này nó chưa đầy này, nên nó chưa xả được này. Bởi vì thằng này cần 75 mà vừa có 53 thôi ha. Đấy ha. Thì cái còn cái phần Excel này thì các bạn có thể xuất truy xuất online ha. Cái phần export Excel các bạn truy xuất online. Các bạn nhấn lúc nào thì nó sẽ hiện ra lúc đấy online trực tiếp luôn ha. Thì kỳ ra x này đây đó. Sao này nó bị gì ta?
đây rồi. Năm ba hai tám à, nước năm 28. Thằng này mình phải cho nó reset lỗi đi ha. Đấy, vì bị một lỗi thì vẫn cho thằng kia chạy. Rồi coi, thằng này mình cho nó là về thôi zero đi ha. Rồi mình xuất lại coi. Dạ. Bình thường đi. Đấy, nói chung là cái phần này là các bạn truy xuất online này, ưng xuất khi nào thì xuất ha. Này, phủ ra bây giờ nó khác này. Nước bây giờ bằng không ha, cái này reset bằng không ha. Ví dụ nước bây giờ là thôi còn mai thì đang xuống này, 60 mấy này, mình xuất này. Đấy, đang là 60 mấy đúng không? Mình xuất lên này. Xéo con mà thôi. Thế kìa. Ví dụ đang là 40, 39 đúng không? 31, 31 này. Mình xuất. Đấy. Đấy ha. Đấy, tương tự như vậy ha. Tôi chỉ nói như vậy đó, cái phần này, cái phần hệ thống xuất Excel trực tiếp của tôi ha. Thì cái phần này tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn sau ha. Và cái phần mà nhấn vô đây để hiện ra gọi là pop-up screen này, thì tôi cũng sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn sau ha. Thằng này thấy ha. Rồi, cái video của tôi có thể tạm dừng cả đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và chúc các bạn có thể làm hoàn thành một cái hệ thống mà SCADA mà cũng có thể làm đẹp như thế này ha. Xin chào và hẹn gặp lại.